ngân hàng hạ giá bán vàng còn 77,98 triệu đồng lượng. Giá vàng 4 ngân hàng quốc doanh và công ty SJC bán ngày 4 tháng 6 giảm 1 triệu đồng so với hôm qua. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định phê duyệt giá bán vàng miếng trực tiếp từ 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn. Công ty SJC cho người dân ngày 4 tháng 6 là 77,98 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn 1 triệu đồng so với chiều 3 tháng 6, hôm đầu tiên các ngân hàng bán vàng. Các ngân hàng chỉ bán không mua vào của người dân. Riêng công ty SJC vẫn mua vào với giá 77,48 triệu đồng mỗi lượng, hạ 500.000 đồng so với hôm qua. Ngược lại, vàng nhẫn tăng giá nhưng với biên độ thấp. Công ty SJC niêm yết mặt hàng này tại 73,5 đến 75,1 triệu đồng lượng mua, bán tăng 100.000 đồng mỗi chiều. Nhà điều hành tiền tệ nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.345 đô la ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí giá vàng miếng trong nước đắt hơn quốc tế khoảng 12 triệu đồng. Tháng trước, kim loại quý từng lập đỉnh lịch sử tại 2.450 đô la ounce. Đại diện các ngân hàng đều khuyên người dân nên thận trọng, không nhất thiết mua vàng vào những ngày đầu các ngân hàng thương mại nhà nước triển khai bán vàng. Các ngân hàng thương mại nhà nước không chỉ bán vàng trong một vài ngày mà sẽ tiếp tục bán cho đến khi nhà điều hành tiền tệ đạt được mục tiêu thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Các thương hiệu kinh doanh vàng miếng không thuộc diện bán bình ổn theo chỉ đạo của nhà điều hành tiền tệ cũng đồng loạt hạ giá vàng miếng SJC. Cập nhật đến 10 giờ 30 phút, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng tại 78 đến 79,98 triệu đồng lượng mua bán. PNC niêm yết tại 77,48 đến 78,98 triệu đồng lượng mua bán. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết tại 78,3 đến 79,98 triệu đồng lượng mua bán. Sáng nay, nhiều người dân tiếp tục đến các chi nhánh của 4 ngân hàng quốc doanh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và công ty SJC để mua vàng miếng. Hôm qua, nhiều khách hàng tới hỏi mua nhưng hết giờ, được nhân viên khuyên để lại thông tin gồm tên, số điện thoại, số lượng mua dự kiến và quay lại vào hôm nay.